Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những diễn biến mới nhất của cặp tiền tệ đô la Úc, đô la Mỹ. Sau đây là những chia sẻ đến từ chuyên viên Tuấn Anh của phòng giao dịch chúng tôi. Xin mời Tuấn Anh. Cặp đô Úc, đô Mỹ đã tăng 1,6% trong phiên gần nhất. Chỉ số William chuyển mạnh sang khu vực mua quá mức. Cặp đô la Yên Nhật đã tăng 1,3% trong 3 phiên gần đây. ADX hiện đang trung lập. Cổ phiếu của Amazon đã tăng 3,6% trong phiên gần nhất. ADX tăng nhẹ và đang còn tín hiệu tích cực. Giá dầu thô đã giảm 11,2% trong phiên gần nhất. Chỉ số William chuyển mạnh vào khu vực bán qua mức. Tiếp theo là các tin tức tài chính quan trọng trong ngày hôm nay. Euro có phiên màu đỏ thứ 6. Khảo sát sentiment của khu vực đồng euro đã rơi xuống mức thấp nhất mọi thời đại khi phải đối mặt với một cuộc suy thoái mạnh. Đồng euro vẫn không bị ảnh hưởng. Amazon tăng lương làm thêm giờ. Amazon tăng lương ngoài giờ cho các nhân viên làm việc trong các kho ở Mỹ nhằm cố gắng đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến đang tăng mạnh. Giá dầu lại giảm lần nữa. Ả Rập Xê Út và Nga đang tiến gần hơn đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên giá dầu vẫn giảm gần 9%. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong hôm nay. Chỉ số Readbook của Hoa Kỳ sẽ được phát hành vào lúc 13:55 GMT, nhập khẩu Úc lúc 2:30 GMT, cán cân thương mại Úc lúc 2:30 GMT. Quyết định lãi suất ngân hàng dự trữ Úc lúc 5:30 GMT, sản xuất công nghiệp Đức lúc 7:00 GMT và cơ hội việc làm GOLC của Hoa Kỳ lúc 15:00 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay đã thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Hẹn gặp lại vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường.